Trên thị trường thịt lợn, giá lợn hơi hôm nay không có nhiều biến động, thị trường giao dịch phổ biến quanh ngưỡng từ 52 cho đến 56 nghìn đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn ổn định trong khoảng từ 52 đến 56 nghìn đồng một kg, miền Trung Tây Nguyên giá lợn hơi thấp hơn một giá, dao động trong khoảng từ 51 đến 55 nghìn đồng một kg. Đây cũng là mức giá phổ biến tại thị trường miền Nam. Riêng tại Cần Thơ thì giá lợn hơi đã tăng 1.000 đồng một kg lên mức 53 nghìn đồng một kg. Thời điểm này, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang dồn sức cho vụ nuôi phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Hiện giá nuôi tôm đang ở mức cao nên nhiều nông hộ kỳ vọng sẽ có được một vụ tôm được mùa, được giá. Anh Bùi Thế Vương, xã An Ngãi, huyện Long Điền đang tất bật chăm sóc các ao nuôi tôm vừa thả sống gần 2 tháng nay. Năm nay, dịch COVID-19 được khống chế, thị trường tôm khởi sắc nên anh Vương thả khoảng 5 triệu con giống, tăng 20% so với năm trước. Dù chi phí đầu vào tăng khoảng 15-20%, nhưng nhờ giá tôm đang ở mức cao nên anh vẫn yên tâm đầu tư. Nếu thuận lợi, vụ Tết này anh có thể thu hoạch trên 50 tấn tôm. Năm nay thì cái dịch bệnh nó giảm đi thì bà con cũng sẽ đỡ vất vả. Tất cả các dịch vụ như nhà hàng, tiệc cưới thì được mở ra thì con tôm sẽ tiêu thụ tốt hơn và cái giá nó sẽ được nâng cao hơn. Hiện cả 8 hồ nuôi tôm phục vụ nhu cầu thị trường Tết và sau Tết Nguyên đán của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng ở phường Long Hưng, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang phát triển tốt. Nhờ áp dụng công nghệ cao nên vụ nuôi tôm cuối năm của Hợp tác xã không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết và năng suất cũng ổn định hơn. Dự kiến dịp Tết, Hợp tác xã sẽ thu hoạch khoảng hơn 40 tấn tôm, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cái đợt nuôi cái Tết thì nó lại rơi vào cái trường hợp có thể là nó vừa là mùa mưa, có thể nó chuyển qua 1-2 tháng sau là nó về cái mùa đông. Thì mùa đông ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái nhà màng thì chúng tôi nghĩ là nó không có vấn đề. Bây giờ yếu tố nhà màng của tôi là tôi nghĩ cái ảnh hưởng về thời tiết nó không đáng ngại. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 5.900 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm vụ cuối năm khoảng 3.100 hecta. Giá các loại tôm sú, tôm thẻ trên địa bàn hiện đang dao động từ 95.000 đến 230.000 đồng một kg tùy loại và tùy kích cỡ, tăng từ 15 đến 20.000 đồng một kg so với cách đây một tháng. Vâng thưa quý vị, trong khi người dân trồng bưởi ở Tân Lạc phấn khởi vì lô hàng bưởi đầu tiên được xuất khẩu, thì ngược lại người dân trồng bưởi ở Bà Rịa Vũng Tàu lại đang đứng ngồi không yên vì nhiều vườn bưởi da xanh bán Tết nhưng lại đang chín sớm, buộc phải bán với giá thấp hơn rất nhiều so với dịp Tết Nguyên Đán. Thời điểm này, nhiều vườn bưởi da xanh tại hai phường Hắc Dịch và Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chín sớm. Theo tính toán của người dân, nếu trong khoảng 2 tuần nữa số bưởi này không được thu hoạch, sẽ bị rụng hàng loạt, bà con buộc phải thu hái. Trong khi giá bán bưởi tại vườn hiện chỉ từ 15 đến 17 ngàn đồng một ký, mức giá này chỉ hòa vốn cho người nông dân, dù vậy sức mua vẫn rất chậm. Trồng để bán vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới nhưng mà do bưởi chín sớm buộc phải thu hái để bán ngay vào thời điểm trùng với vụ bưởi ở các tỉnh miền Tây đang tràn ngập thị trường nên người trồng bưởi tại Bà Rịa Vũng Tàu đang gặp khó khăn cho đầu ra, giá bấp bênh khiến cho nhà vườn thua lỗ nặng. 10 ngày nay vườn bưởi 3,5 ha của gia đình anh Nguyễn Trọng Trung ở tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ chín hàng loạt với sản lượng ước đạt từ 25 đến 30 tấn trái. Theo anh Trung, nếu thuận lợi như mọi năm, bưởi Tết sẽ cho thu hoạch 800 triệu đồng. Nhưng năm nay do bưởi chín sớm đụng hàng với bưởi các tỉnh thành đổ về nên thương lái chỉ thu mua bưởi từ 12.000 đến 17.000 đồng một kg. Với giá này, anh Trung chỉ thu được gần 400 triệu đồng, không đủ chi phí phân thuốc, nhân công cả vụ. Nhưng mà vấn đề là những năm nay thì thời tiết không được thuận lợi như mỗi năm, là mưa đến rất là sớm, thì khi mưa là cây bưởi nó sẽ ra bông và nó đậu trái, là tới thời điểm tháng 10 này là nó chín rộ, nó sai với cái mọi năm là nó sẽ chín vào cái tháng 12 là ngay dịp Tết Nguyên Đán thì cái sức tiêu thụ của người dân rất là nhiều. Bên cạnh toàn xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 100 tấn bưởi Tết của 30 hộ dân bị chín sớm. Đến nay, Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Sông Xoài đã hỗ trợ tiêu thụ được khoảng 40 tấn. Theo đại diện Hợp tác xã, năm nay nhiều diện tích bưởi đang thời kỳ phơi cây chuẩn bị xử lý cho cây ra hoa vụ Tết thì gặp mưa nên bưởi ra hoa và kết trái sớm hơn dự định. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều vùng trồng bưởi khác, dẫn đến cung vượt cầu. Hợp tác xã cũng mong muốn là sẽ sớm nhất để làm một cái buổi hội thảo để chia sẻ cho bà con những cái thông tin, cái kỹ thuật, chia sẻ cách làm cho nhau để làm sao mà tránh tình trạng là cứ sản xuất ồ ạt quá rồi không có theo cái kỹ thuật mà dẫn đến tình trạng là bưởi không có chất lượng, để làm sao cho cái chất lượng bưởi nó ổn định thì như vậy thì thị trường mới ổn định.
Theo thống kê, tổng diện tích bưởi trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 400 ha. Trong số này đã có khoảng 100 ha bị chín sớm, sản lượng khoảng hơn 250 tấn. Với tình trạng này, nguy cơ thiếu nguồn cung bưởi cục bộ dịp Tết Nguyên đán là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp tục với một số mặt hàng nông sản đáng chú ý khác, ngày hôm nay giá cà phê và hồ tiêu đã đồng loạt tăng. Giá tiêu ngày hôm nay tăng 500 đồng 1 kg lên khoảng 58.500 đến 61.500 đồng 1 kg. Hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai lần lượt lên mức 58.500 đồng 1 kg và 59.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông hiện ở cùng mốc 60.000 đồng 1 kg. Riêng Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu, đại lý đang thu mua cao nhất 61 và 61.500 đồng 1 kg. Hiện tại, các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên đang thu mua cà phê trong khoảng 39.700 đến 40.200 đồng 1 kg, trong đó mức giá thấp nhất là 39.700 đồng 1 kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, nhỉnh hơn là Gia Lai với mức 40.100 đồng 1 kg. Tương tự, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng điều chỉnh tăng lên mức 40.200 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Việt Nam là cường quốc xuất khẩu gạo, hồ tiêu và cà phê. Ở cả ba mặt hàng này thì Indonesia đều là đối trọng lớn, đặc biệt là cà phê. Nhưng một nghiên cứu có tên là tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp Indonesia mới đây cho thấy, biến đổi khí hậu tiếp diễn sẽ làm cho sản lượng gạo của Indonesia giảm hàng triệu tấn mỗi năm, khiến cho xuất khẩu giảm tới 1/3 và đẩy giá tăng thêm 50%. Indonesia hiện là nhà sản xuất gạo lớn thứ tư thế giới, do đó một khi năng suất lúa của nước này giảm sẽ tác động lớn đến những người nghèo nhất thế giới. Không chỉ là đối với gạo, khí hậu thay đổi cũng ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại Indonesia, khiến cho xuất khẩu cà phê của nước này giảm từ 2 cho đến 35%. Theo dự đoán của các nhà khoa học, giá cà phê Arabica và cả Robusta có thể tăng khoảng 32% vào năm 2050 và tăng từ 56 đến 109% trong giai đoạn từ 2050 đến 2100. Ngày hôm nay, thị trường lúa gạo trong nước đang có xu hướng tăng nhẹ. Giá gạo nguyên liệu ngày hôm nay đã tăng 100 đồng một ký. Giá lúa hôm nay ổn định, IR504 ở mức 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg, OM18, đài thơm 8 và nàng hoa 9 trong khoảng giá từ 6.700 đến 7.000 đồng 1 kg. Lúa Nhật 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg, nếp tươi Long An, An Giang tại ruộng ở mức 7.200 đến 8.000 đồng 1 kg, trong khi đó giá nếp khô ở mức 8.400 đến 9.200 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, cả giá gạo nguyên liệu và thành phẩm đều đang đà tăng, hiện giá gạo nguyên liệu ở mức 9.300 đến 9.400 đồng 1 kg, gạo thành phẩm ở mức 10.100 đến 10.200 đồng 1 kg. Tương tự, giá tấm tăng 100 đến 200 đồng 1 kg lên mức 9.400 đồng 1 kg, cám khô ở mức 8.500 đến 8.600 đồng 1 kg.